Thưa quý vị, do sự chuyển pha thời tiết từ El Nino sang La Nina, trong những tháng cuối năm 2024, nước ta sẽ tiếp tục hứng chịu nhiều cơn bão với diễn biến khó lường. Bởi thế, ngay lúc này thì người dân cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan trong tương lai. Từ đầu mùa mưa bão năm 2024, Việt Nam đã liên tục hứng chịu nhiều hình thái thời tiết cực đoan, trải rộng ở khắp các khu vực trên cả nước. Đặc biệt, tháng 7 vừa qua đã trở thành tháng mưa nhiều nhất trong 45 năm trở lại đây, với tổng lượng mưa lên tới 577-950mm. Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất khiến nhiều địa phương ở Tây Bắc Bộ chịu thiệt hại lớn về người và của. Trong cái bối cảnh của biến đổi khí hậu thì những cái mưa mà cực đoan ấy thể hiện rất là rõ, cũng như là do cái thay đổi của hạ tầng, cái đô thị hóa này, thay đổi mặt đệm, thay đổi cái lớp phủ, nó làm cho xảy ra những cái lũ hay sạt lở cục bộ. Theo các chuyên gia, từ đầu tháng 9 năm nay, La Nina chính thức xuất hiện. Sự chuyển pha giữa hai hình thái thời tiết khiến khí hậu nước ta chịu nhiều diễn biến cực đoan, khốc liệt, với số lượng cơn bão hình thành trên Biển Đông tăng mạnh so với các năm trước. Số đợt có cái cường độ mưa lớn ấy, cũng tăng hơn. Và như thế thì tôi nói là cái miền Trung, đặc biệt Nam Trung Bộ. Và cuối năm tháng 9, tháng 10 là bắt đầu có gió mùa Đông Bắc rồi. Bão này, hội tụ nhiệt đới, không khí lạnh về nữa, kết hợp với nhau. Có thể xảy ra những trận lũ lụt rất lớn. Năm gần đây thì cái số lượng bão thấp biển nó cũng nhiều hơn bình thường, và cái mùa mưa ở khu vực Trung Bộ nó cũng dồn dập hơn, và cái tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ có những điểm cao vượt lịch sử, và có những cái vùng ở khu vực Trung Bộ đã xuất hiện cái lượng mưa cao gấp 3, gấp 4 lần so với trung bình nhiều năm. Thời tiết sẽ còn nhiều khó lường trong những tháng cuối năm 2024. Bởi thế, các địa phương cần cẩn trọng, lập sẵn các tình huống ứng phó khi xảy ra thiên tai nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy ra.